Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với talk show của River Steve. Mình là Steve đây. À, hôm nay là ngày mùng 3 tháng hai, à, thì Bitcoin đã tăng trưởng liên tục từ suốt từ đầu tháng 1 đến bây giờ. À, có chúng ta có nguyên một tháng thị trường xanh. À, vậy động lực ở đâu? Động lực từ đâu? À, tiền, nguồn tiền từ đâu về khiến cho thị trường xanh như vậy? Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở trong cái video ngày hôm nay. Uh, như mọi người đã thấy thì uh, hiện tại không chỉ có Bitcoin và các đồng Crypto Mà các cái uh, cổ phiếu của những công ty liên quan trực tiếp đến Crypto Ví dụ như là cổ phiếu của Coinbase cũng đã tăng trưởng trở lại rất là ngoạn mục uh, Cụ thể là cổ phiếu của Coinbase thì uh, tăng trưởng trở lại đến hiện tại là đã tăng gần uh, uh, gấp 3 lần rồi uh, Gấp 2,5 lần từ đáy uh, Và từ cái thời điểm là là là, là tháng, 1, đúng không? tháng 1 năm 2023 từ đầu tháng thì cùng pha với cả cái đợt tăng trưởng trở lại của Bitcoin thì cổ phiếu của Coinbase cũng có những cái đợt tăng trưởng ngoạn mục trở lại. Đã tăng từ cái mức đáy là 33 đô và đến hiện tại đã đóng cửa trong cái phiên ngày hôm qua là 81,46 đô. Và các cái cổ phiếu của những cái công ty máy đào khác cũng đang tăng trưởng trở lại rất là ngoạn mục vậy là cái đợt tăng trưởng trở lại lần này à, nó là một cái đợt tăng trưởng gần như là một cơn mưa rào đúng không ạ cứu cho cái đợt hạn hán của suốt cái đợt đào chen vừa rồi thì à, dòng tiền từ đâu à, dòng tiền từ đâu thì trong một cái uh, bài viết ở trong telegram của mình thì mình có chia sẻ qua cả mọi người là cái dòng tiền để mà đẩy thị trường tăng trưởng trở lại thì thường nó có hai nguồn chính À, và cái đấy thì cũng đã nói ở trong cái Weekly Report thì ở đây uh, Weekly Report uh, số 19 uh, vừa mới phát hành thứ tư vừa rồi thì có nói đến cái động lực đó ở trong Weekly Report này có cả cái phần nhận định mọi người xem kỹ có ở phần nhận định về cái xu hướng sắp tới của Bitcoin cũng như là những cái phân tích chuyên sâu hơn những cái thông tin về on-chain thì cụ thể là gì ạ Bitcoin uh, có hai cái động lực tăng giá chính thường khi mà thị trường tăng giá thì một là cái nguồn tiền mới vào thị trường có thể từ những nhà đầu tư cá nhân, có thể từ những nhà đầu tư của tổ chức đẩy vào cái giao dịch spot nghĩa là cái giao dịch giao ngay mua và nắm giữ bitcoin thật và thứ hai là lực đẩy lên do việc thanh lý những vị thế bán khống. thì mọi người biết là trong cái thị trường tương lai, hợp đồng tương lai ví dụ như là mọi người chơi long sọt ở trên binance thì ví dụ mọi người có những cái vị thế là vị thế sọt vị thế bán khống thì khi mà cái vị thế đấy uh, bị gọi là dính stop loss, uh, dính stop loss thì bản chất là uh, các uh, anh cái chị sẽ phải uh, tự động, sàn binance sẽ tự động gọi là mua lại một cái khoản để cover cái vị thế short đấy bởi vì bán khống là bạn phải đi vay bitcoin để bạn bán thì đến khi mà dính stop loss thì bạn bắt buộc phải mua lại chỗ bitcoin mà bạn đã vay để trả lại cho cái người cho vay thì cái lực đẩy lên uh, có hai nguồn thứ nhất là cái nguồn tiền mới vào thị trường nghĩa là thuần túy là mua thấp bán cao họ mua bitcoin và họ nắm giữ và thứ hai là lực khi mà ví dụ thị trường lên cắn stop loss của những cái lệnh mà bạn khống thì những lệnh đó sẽ phải đảo chiều đóng lệnh và phải mua lại cover một cái lượng bitcoin tương ứng thì cái việc mà cái lực mua lại một cái lượng bitcoin tương ứng đấy thì nó cũng là cái lực đẩy lên của thị trường khiến thị trường tăng trưởng và chúng ta sẽ xem kỹ ở đây xem là cái lực đẩy thị trường lên đợt này có phải là một cái lực người ta gọi là lực lành mạnh không? Có phải một cái đợt tăng giá lành mạnh của bitcoin hay không? Mà đợt tăng giá lành mạnh thì sẽ là một cái đợt mà lực một sẽ phải là lớn hơn lực hai, Đó, nghĩa là một cái đợt có cái dòng tiền ổn định đẩy vào thị trường để mua bitcoin và nắm giữ thì nó sẽ làm cái lực lành mạnh hơn so với cái việc là uh, kim ở đây lực hai đây có thể mình gọi một cái cách khác mà dân trong ngành hay gọi là gọi là kinh sọt đó thì chúng ta sẽ cùng xem à, trước tiên à, xem tiếp trong báo cáo này chúng ta xem một số cái thông tin ví dụ như là ở Willy à, Wu thì có nhận định rằng là gì à, ông phát hiện ra rằng là tất cả những cái lần mà từ đầu tháng 1 đến bây giờ bitcoin tăng trưởng từ đầu tháng 1 đến bây giờ thì tất cả những cái lần mà có cái đồng stable coin chứ đồng coin ổn định như là usdt hay USDC đẩy đẩy vào thị trường để mà mua bitcoin thì đều vào những cái ngày làm việc và vào giờ làm việc của phiên mỹ đó thì mọi người nhìn thấy này phân tích ra thì thấy từ thứ hai đến thứ sáu thôi thứ bảy chủ nhật thì lại ảm đạm và tất cả thứ hai đến sáu thì vào toàn những cái khung giờ gọi là khung giờ làm việc đó. và với cái quan sát này của ông thì ông thấy rằng là dường như là những cái nhà đầu tư có có tổ chức lớn đang đẩy tiền vào thị trường để mua bitcoin bởi vì đây là cái hành vi thường thấy của những nhà đầu tư có tổ chức họ chỉ làm việc vào ngày làm việc thôi một là họ chỉ làm việc khớp lệnh và xuống tiền vào ngày làm việc vào giờ làm việc của khung giờ mỹ thì cái việc mà stablecoin bị đẩy đều đặn vào những cái giờ làm việc và khung làm việc của khung giờ mỹ kể suốt từ đầu tháng 1 đến bây giờ cho thấy rằng là có vẻ như là các cái nhà đầu tư có tổ chức Đó, lớn của mỹ đang xuống tiền để mua bitcoin đang xuống tiền để mua bitcoin à, thì đây là một trong những cái thông tin tham khảo mọi người thấy rằng là cái đợt tăng giá này nó có những cái dấu hiệu của cái đợt tăng giá lành mạnh à, tiếp đến thì chúng ta sẽ theo dõi kỹ hơn là xem kỹ hơn ở trong cái thông tin on chain thì ở trong cái thông tin on trên này chúng ta có các cái thông tin sau Thứ nhất là tổng cái vị thế bán khống Đó, tất cả các vị thế bán khống từ tháng 1 đầu tháng 1 đến giờ là liên tục bị thanh lý Bởi vì khi mà thị trường tăng trưởng trở lại như vậy thì rất nhiều những cái lệnh sọt nó bị dính stop loss Và nó bắt buộc phải mua ngược lại và người đấy gọi là thanh lý lệnh Thì có hơn 495 triệu đô la trong các hợp đồng tương lai bán khống suốt từ đầu tháng 1 đến giờ thì đã bị thanh lý rồi và nó thanh lý là thanh lý thành ba đợt và đợt sau thì dường như là thấp hơn đợt trước nghĩa là những cái vị thế short đầu tiên là nhiều nhất sau đó khi dường tăng thì rất nhiều người mới nhồi thêm vị thế short nhưng mà nó sẽ không nhiều bằng những cái đợt thanh lý đầu tiên vì vậy nên cái lượng lệnh bị thanh lý trong cái thời gian gần đây thì nó thấp hơn với cả đầu tháng càng ngày càng thấp vậy là gì tiếp thì chúng ta thấy là gì cái đợt này thì có 85% cái số lệnh bị thanh lý là lệnh bán khống. Chỉ có 15% là lệnh mua thôi. So sánh với cả cái đợt mà sự sụp đổ của FTX thì với sự sụp đổ FTX như thế thì chỉ có 75% số lệnh bị thanh lý là lệnh long và có 25% là lệnh sọt Cho thấy là cái đợt này nếu mà nói về tỷ lệ thanh lý thì nó còn mạnh hơn cả cái đợt mà FTX bị sập. Đó. Cái sự bất ngờ của việc tăng giá này có vẻ nó còn bất ngờ và tạo ra nhiều thiệt hại hơn đối với nhà đầu tư So với cả cái vụ sụp đổ của cái FTX vừa rồi uh, FTX vừa rồi thì uh, nó sụp đổ, nó bất ngờ và khiến cho là 75% những nhà đầu tư bị mất tiền Những nhà đầu tư mà đang long lên ở chỗ đấy bị mất tiền Còn đây là gì? 85% những nhà đầu tư sọt khi mà thị trường tăng bị mất tiền Rõ ràng là cái tỷ lệ nó nhiều hơn đúng không ạ? và nó tạo ra một cái áp lực tâm lý lớn hơn đến nhà đầu tư nhất là những cái người mà đang giữ vị thế bán khống Đó. tiếp đến chúng ta thấy rằng là gì à, Tuy à, Tuy rằng là à, cái lượng lệnh sọt bị thanh lý nhiều như vậy nhưng mà cái tổng lệnh mở của thị trường bây giờ nó đã giảm à, 36% rồi kể từ tháng 11 năm 2022 chính là cái vụ sụp đổ của FTX nghĩa là cái lượng lệnh à, cái tổng khối lượng lệnh mà gọi là hợp đồng tương lai, long sọt đang mở ở trên thị trường bị giảm đến 36% so với cái hồi tháng 11, cao điểm hồi tháng 11 năm ngoái. Cụ thể là nó giảm từ 650.000 bit vào giữa tháng 11 xuống còn 414.000 bit vào ngày hôm nay. Thì cái điều này cho chúng ta thấy gì? Cho chúng ta thấy là các cái nhà đầu tư họ đã giảm cái tỷ lệ đòn bẩy xuống. Đó, họ đã giảm tỷ lệ đoàn bẩy xuống Cái khối lượng lệnh của họ đã thấp hơn đến 36% so với khối lượng lệnh của hồi tháng 11 Rất nhiều nhà đầu tư đã bị uh, loại khỏi thị trường Rất nhiều nhà đầu tư đã bị loại khỏi thị trường Và Những nhà đầu tư còn gọi là trụ lại thị trường Thì cái lượng tiền bây giờ nó đã giảm 36% so với cái hồi cao điểm hồi tháng 11 ngay năm ngoái rồi Đó À, tiếp đến là chúng ta xem một cái nữa là gì ạ chúng ta xem một cái là cái tương quan giữa cái khối lượng lệnh của hợp đồng tương lai so với khối lượng lệnh của hợp đồng giao ngay nghĩa là mua và nắm giữ Bitcoin thực thì hiện tại à, cái khối lượng lệnh của hợp đồng tương lai chỉ còn là 25% so với cái số dư lệnh của hợp đồng giao ngay thôi à, cao điểm thì nó là 40% vào cũng là vào tháng 11 à, năm ngoái À, rõ ràng ở đây chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ cái tỷ trọng của những cái uh, lệnh future lệnh long sọt nó đã nhỏ hơn rất nhiều so với năm ngoái rồi hiện giờ nó chỉ còn bằng 1 phần tư cái tổng số dư lệnh của các cái lệnh gọi là giao ngay thôi à, như vậy chúng ta thấy được cái điều gì ạ ở đây chúng ta thấy được một là đòn bẩy đã bị giảm thứ hai là cái khối lượng lệnh nó chỉ bằng 1 phần tư khối lượng lệnh giao ngay vậy chúng ta có thể đưa ra một cái kết luận rằng là gì Uh, thị trường giao ngay đang là động lực chính cho cái đợt tăng trưởng này đúng không thị trường giao ngay đang là cái động lực chính của đợt tăng trưởng này và chúng ta có thể lại đưa ra một kết luận nữa là đợt tăng trưởng này càng có nhiều càng ngày càng có nhiều dấu hiệu hơn của cái việc là một đợt tăng trưởng uh, lành mạnh làm đợt tăng trưởng lành mạnh uh, nó được uh, đến bởi cái động lực của những cái việc mua và nắm giữ thực tế chứ không phải những hợp đồng tương lai long sọt và đòn bẩy À. thì ở đây chúng ta cũng thấy đúng không? À, các cái dòng tiền nó cũng đang đẩy vào thị trường spot à, liên tục đó, rất là nhiều à, và cái tranh lệch giữa gọi là diện nạp và là nạp, nạp và rút bitcoin ấy, thì nó cũng đã giảm rất là nhiều rồi hồi tháng 11 năm ngoái thì chúng ta thấy rằng là à, sau cái sự kiện của FTX xảy ra thì tất cả những cái nhà đầu tư dường như họ mất niềm tin vào những những, những cái sàn giao dịch tập trung. Và họ có, họ có ý thức hơn trong cái việc là tự bảo quản tài sản của mình. Vì vậy nên cái dòng gọi là cái cái rút tiền dòng từ sàn ra từ cái sàn tập trung ra các cái ví cá nhân nó rất là nhiều. À, có những cái thời điểm nó lên đến cái mức là 200 triệu đến 300 triệu đô một ngày. Đấy, nhưng mà bây giờ thì à, tâm lý của nhà đầu tư đã quay trở lại rồi họ không khư khư trong cái việc là chỉ rút tiền rút tiền ra rút bitcoin ra để mà giữ cái tài sản của mình nữa mà họ lại bắt đầu đúng không họ lại bắt đầu đẩy tiền lại vào sản và bây giờ chúng ta thấy cái outflow nghĩa là cái net outflow là cái phần gọi là rút tiền dòng nó đã cân bằng trở lại rồi mỗi ngày chỉ còn có đầu đó là 8 triệu đến 20 triệu đô cái tiền rút dòng ra khỏi sản thôi ít hơn rất nhiều và mọi người đã bắt đầu đẩy tiền lại thì ở đây chúng ta thấy là gì là cái khối lượng giao dịch bắt đầu tăng trở lại à, mọi người đã bắt đầu uh, quay trở lại cái chế độ là gì là là tham lam rồi à, hết sợ hãi rồi bắt đầu quay trở lại chế độ, chế độ là chế độ tham lam à, không còn khư khư giữ tiền ở vì bên ngoài mà không dám làm gì nữa mà bắt đầu uh, chuyển tiền đấy lên sản để lại bắt đầu giao dịch trở lại à, chúng ta thấy được là khối lượng nó cũng tăng rất là nhiều à, cái tranh lệch giữa, giữa gọi là nạp vào và rút ra đã đã có một cái sự cân bằng rồi. À, thành ra là hiệu số của nó đã đã xuống rất là thấp, chỉ còn 8 đến 20 triệu thôi, còn trước đó là rút ra rất là nhiều. Lớn hơn đến 200 300 triệu một ngày so với cả việc nạp vào. À, và chúng ta cũng thấy à, và hiện hiện tại thì à, tiền đã bắt đầu được được ngưng rồi đúng không ạ? À, không rút ra quá nhiều nữa một cái vấn đề nữa chúng ta thấy tại sao cái đợt tăng trưởng này là một cái đợt tăng trưởng lành mạnh là gì là các cái giao dịch on chain đã đã sôi động trở lại. Các giao dịch on chain là sao? À, hiện giờ thì chúng ta thấy là các giao dịch trên chuỗi Bitcoin nghĩa là các cái transaction qua lại ở trên cái chuỗi Bitcoin bên ngoài đã tăng vọt hơn 50.000 giao dịch mỗi ngày. À, cụ thể là trong tuần này và tuần trước. Thì 50.000 giao dịch này cho chúng ta thấy cái vấn đề gì? Bởi vì sao? À, Thống kê cho thấy thì 50.000 giao dịch này không phải là giao dịch liên quan đến các cái ví lớn của các sản. Cũng không phải là các giao dịch liên quan đến cái việc nạp rút từ ví cá nhân lên sản nhiều. Mà nó là các giao dịch giữa các ví cá nhân với nhau. Đó, thì ở đây chúng ta thấy được một cái sự sôi động của những cái giao dịch OTC ở bên ngoài sản giao dịch rất là nhiều. Khi mà các cái ví cá nhân có giao dịch nhiều với nhau chúng ta thấy được là ở... Thị trường đã có sự quan tâm trở lại đối với cả Bitcoin Thị trường đã có sự quan tâm trở lại Bitcoin Và uh, các cái nhà đầu tư nhỏ lẻ cá nhân Cũng như các nhà đầu tư có tổ chức Đang sôi động dục dịch trở lại Trong việc trao đổi Bitcoin, mua bán Bitcoin uh, Bởi vì ở đây chúng ta loại trừ được rồi Ở đây chúng ta loại trừ được là Đây cái gọi là 50.000 giao dịch Mỗi ngày ở trong tuần này Nó không phải là giao dịch Chuyển coi lên sàn hay là rút khỏi sàn Chúng ta đã loại bỏ được rồi Đó. Thứ hai là nó cũng không phải là giao dịch Của những cái vi lớn của sàn Bởi vì thường thường những cái vi lớn của sàn Nó hay có những cái việc gọi là Chuyển đổi coi hay là Sắp xếp lại coi các thứ nó có những cái giao dịch Rất là lớn và rất là nhiều Đồng thời là những cái giao dịch gọi là Nạp rút tiền khỏi sàn ra vi cá nhân Hay là à, nạp tiền từ vi cá nhân Lên sàn Thì nó, nó là những cái giao dịch chính Của hồi tháng 11 À, hồi tháng một thống kê thì đấy là những giao chính của giao dịch on chain khi mọi người sợ hãi rút tiền ra khỏi sàn thì nó thành thành những cái gọi là lượng giao dịch chính nhưng bây giờ thì không à, nó chỉ chiếm là gì 35% trong tổng số giao dịch on chain thôi vì vậy 65% à, giao dịch on chain còn lại là các giao dịch otc của các quỹ giao dịch ở dưới sàn à, chuyển đổi với nhau trong cái mạng lưới của bitcoin của những nhà đầu tư cá nhân của những nhà đầu tư của tổ chức đó, vì vậy nên cái việc mà giao dịch on-chain nó sôi động trở lại này cũng báo hiệu chúng ta một cái thông tin tốt trong cái việc tăng trưởng của bitcoin đợt này Đó. và một cái thông tin nữa một thông tin nữa cho quý nhà thấy ở đây thì có thống kê có thống kê theo mấy cách một là thống kê theo những cái nhà đầu tư ở trên các cái sàn giao dịch đầu tiên là thống kê theo năm. Tất cả các sàn giao dịch thì những cái nhà đầu tư tính gọi là cái giá mà người ta rút tiền ra khỏi sàn thì coi tạm coi đó là cái giá đầu tư của nhà đầu tư. Thì chúng ta thấy là những cái nhà đầu tư từ năm 2017 trở lại đây tính trung bình tất cả những cái lần mà rút tiền rút Bitcoin ra khỏi sàn thì cái giá trung bình của họ đâu đó là ở cái mức là 10 12 đến 14.000 đô năm 2018 trở lại đây thì uh, nó ở cái mức cao hơn một tí, 19 cao hơn một tí và 20 cao hơn một tí. Thì với cái mức giá Bitcoin hiện tại giá 23.000 thì những nhà đầu tư uh, đầu tư từ năm 2019 mới chỉ vừa mới hòa vốn thôi. Còn những nhà đầu tư đầu tư năm 20, 21, 22 thì vẫn lỗ. Đấy. Uh, tương tự như thế thì chúng ta có thể uh, phân chia theo sàn đi. Vâng theo sàn thì sàn uh, những nhà đầu tư ở trên sàn Binance à, uh, những nhà đầu tư trên sàn Bitfinex hay là Coinbase thì chúng ta thấy được rằng là hiện tại thì những nhà đầu tư ở trên sàn Coinbase và những nhà đầu tư ở trên sàn Binance cũng chỉ mới vừa hòa vốn Đó. tự chung tất cả những cái lần mà rút tiền khỏi sàn Binance kể từ khi sàn Binance mới hình thành thì cái giá trung bình rút tiền của nó là đang ở cái mức 22.000 đến 23.000 đô. Coi bay cũng tương tự như vậy. Thì chúng ta thấy được rằng là gì? À, cái đợt giảm giá của cái đợt thị trường gấu này nó thực sự khốc liệt. Nó thực sự khốc liệt khiến cho những cái nhà đầu tư từ rất lâu rồi cũng có khả năng đang thua lỗ. Nếu mà họ tiếp tục DCA như thế này, họ có khả năng đang thua lỗ. Nó khắc nghiệt như vậy. À, chưa một cái lần giảm giá nào của thị trường nó Khiến cho cái nhà đầu tư thua lỗ như thế này à. À, Kể cả cá voi nhá Kể cả cá voi à, Những cái cá voi thì chúng ta thấy là những cái cá voi à, Năm 2019 Trở lại đây cũng chỉ vừa mới hòa vốn thôi à, Những cái cá voi nghĩa là gì à, Tiền rút ra khỏi sàn đi về vì cá voi Thì tất cả những cái lần rút tiền ra khỏi sàn đi về vì cá voi Thì đều được tính tổng lại và chia trung bình thì thấy được rằng là gì những cá voi từ năm 2019 những cá voi từ năm 2019 đến bây giờ vẫn đang hòa vốn vẫn đang hòa vốn Đó. cá voi năm 2017 thì có vẻ là ok hơn nhưng mà uh, cá voi năm 2017 thì cái đợt mà FTX sụp đổ cũng khiến cho họ bị lỗ tạm thời đến bây giờ đợt tăng trưởng trở lại này thì họ mới quay trở lại vùng xanh thôi nghĩa là quay trở lại cái vùng lãi một ít nhưng mà năm 2019 thì đến, đến bây giờ thì mới chỉ hòa vốn Thậm chí nó còn chưa hòa vốn Đó, Nó mới chỉ chạm gần đến vùng hòa vốn của họ rồi bây giờ lại xuống đúng không? 2019 là 23,8 nghìn Đó. Thì đấy là những cái thông tin Cho mọi người thấy rằng là có thể đánh giá tạm thời Mọi đánh giá tạm thời là cái đợt tăng trưởng trở lại này Với những cái động lực tăng của thị trường là những cái động lực tăng lành mạnh Bao gồm là những cái thông tin rằng là cái động lực tăng từ cái việc mà mua À, một spot mua giao ngay lớn hơn cái động lực thanh lý tài khoản lớn hơn cái động lực từ cái việc thanh lý uh, lệnh short à, thứ hai nữa là à, một số thông tin cho thấy được rằng là những cái lần mà stablecoin chuyển lên sàn thì đều nằm ở trong cái khung thời gian làm việc uh, trong phiên mỹ à, nó cho thấy một cái dấu hiệu được rằng là những cái nhà đầu tư có tổ chức của mỹ à, đang gọi là đẩy tiền lên thị trường để mua bitcoin à. Tiếp đến là gì những cái giao dịch on-chain mà không liên quan đến sàn giao dịch, không liên quan sàn giao dịch đang tăng trưởng rất là mạnh. À, nó đang chiếm 65% trong tổng số 100% cái tổng giao dịch on-chain trên thị trường. Và cái lượng giao dịch on-chain nó cũng tăng trở lại rồi, là tăng thêm 50.000 giao dịch on-chain uh, hàng ngày. À, thì những cái giao dịch đó nó sẽ liên quan đến cái việc mà giao trao đổi OTC à, giữa các cá nhân với nhau hoặc là giữa các tổ chức với nhau mà không liên quan đến sản giao dịch thì nó cũng là những cái dấu hiệu cho thấy sự sôi động của lại của thị trường uh, bitcoin ok thì đấy là những cái thông tin uh, mà mình muốn uh, chia sẻ với mọi người trong cái video ngắn ngày hôm nay uh, thị trường thì uh, những cái thông tin tiếp theo nó cập nhật về uh, về 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 thị trường cũng như là về phân tích kỹ thuật thì mọi người theo dõi thêm ở trong các cái talk show của rui và trong thoát sâu gần đây nhất cũng đã đưa cho mọi người những kịch bản à, những cái kịch bản tiếp theo của bitcoin có thể xảy ra bọn chúng ta phải kiên nhẫn thôi à, với cái cách mà bitcoin giao dịch thời điểm hiện tại cái cách đi như này là rất là khó chịu à, mọi người có thể xem qua ở đây là nó đang nằm ở trong cái vùng phân phối đang nằm ở trong cái vùng cản vùng phân phối cũ của cái đợt giảm giá từ tháng 8 năm 2022 thì cái đợt giảm giá đấy cũng là cái đợt giảm giá rất là mạnh họ Bitcoin tăng trở lại và cái đợt đấy nó giảm giá à, suốt từ 25.000 xuống đến cái vùng là 15.500. Thì chúng ta có một cái vùng cản khá là mạnh từ 24.000 đến 25.000. À, thì à, theo quan điểm của mình ấy, nếu mà chúng ta muốn thấy Bitcoin tăng tiếp tăng mạnh ở đây thì nó bắt buộc phải vượt được cái vùng này. Vượt được cái vùng 25.000 này lên và sau đó về test lại vùng 25.000 một cách Uh, chắc chắn để có thể lên lên được tiếp còn nếu không thì bitcoin mình nghĩ rằng tốt hơn hết là bitcoin nên có những cái điều chỉnh ở những cái vùng này để có thể lấy đà lên tiếp còn uh, nếu mà cứ lên liên tục như này thì chúng ta thấy là nó lên không bền lắm và ở đây chúng ta có thấy dấu hiệu rồi uh, ở đây có một cái dấu hiệu phân kỳ liên tục đúng không? phân kỳ liên tục của giá và rsi ở trong khung ngày và nó cũng nằm ở trong cái vùng phân phối cũ của hồi tháng 8 uh, năm 2022 À, nó đã chớm một lần rồi không không có gì đảm bảo rằng là từ đây nó sẽ điều chỉnh ngay bởi vì thường những cái vùng phân phối này nó rất là nhây những vùng phân phối này bản chất là rất là nhây à, bạn có thể những những người mà gọi là bán khống sớm nhiều khi là bị bị đẩy ra khỏi thị trường rất là nhiều lần à, bị thanh lý lệnh rất là nhiều lần ví dụ bạn bán khống sớm một lần đây bị thanh lý này. một lần nữa ở đây chúng ta có ràng có có dấu hiệu rất là đẹp nó lại bị thanh lý một lần nữa và không có gì đảm bảo rằng là chúng ta sẽ không tiếp tục bị thanh lý có thể nó lại à, bởi vì ngày mai và ngày kia là hai ngày cuối tuần à, nên rất có khả năng à, chúng ta thấy thứ hai lại đẩy lại lại tăng hơn cái vùng này một tí nó vẫn nằm trong cái vùng cản từ 24 25 nghìn sau đó lại sập à, vì vậy mọi người phải rất là cẩn trọng ở trong cái vùng này và theo cá nhân mình thì cái chiến lược của mình là gì ạ chúng ta có một cái nến tháng à, chúng ta có một cái nến tháng rất là đẹp rồi à, mọi người có một cái nến tháng rất là đẹp rồi thì cái đến tháng nó ủng hộ cho cái việc thị trường tăng, vậy thì cớ gì mà chúng ta cứ nhâm nhâm để mà bán không, không? chúng ta hoàn toàn có thể lên trước uh, cho mình những cái danh mục của những cái đồng Ancoin mà hiện giờ đang có uh, cái biểu đồ đẹp mà chưa tăng trưởng nhiều để để làm gì ạ? Để chúng ta đợi khi mà thị trường điều chỉnh thì chúng ta sẽ có những cái điểm vào đẹp hơn của những cái đồng Ancoin đó và khi nó tăng trưởng trở lại thì chắc chắn nó sẽ tăng trưởng mạnh hơn Bitcoin. Đó, thì đấy là cái cách cái hàng của mình 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 dành thời gian để làm việc đấy chứ mình không nhăm nhăm ở đây Đó, mình dành thời gian để mình đánh giá mình xem rằng là ở nếu bitcoin mà có điều chỉnh thì điều chỉnh về những vùng nào và khi mà điều chỉnh như thế thì chúng ta sẽ có những cơ hội ở những cái đồng altcoin nào Đó, những cái đồng altcoin mà hiện giờ nó đang khá là nóng được đẩy tiền và khá là nhiều ví dụ như là op hay là apt đúng không ạ solana cũng là có được tăng trưởng trở lại sau những cái cú sốc của ftx đó polygon hay là matic nhiều đó, mọi người có thể cân nhắc những cái đồng đó những cái đồng layer một à, nó nó rất là ổn định rất là tốt mà nhất là có dòng tiền nó đang quay trở lại thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm được những cái điểm điểm vào tốt hơn khi mà bitcoin có điều chỉnh thì đấy chúng ta nên dành thời gian để tìm ra những cái điều đó à, ok thì đấy là cái video ngày hôm nay à, nếu mọi người thấy cái video này có ích thì mọi người hãy like share video và có thể tham dự vào kênh Telegram của Ruby Steve để có thể cập nhật nhiều cái thông tin mới hơn từ thị trường à, và cho những ai mà chưa đăng ký cái weekly uh, report này thì đây là một cái report hoàn toàn miễn phí nhé thì mọi người có thể cũng vào cái kênh Telegram ở trong cái phần mô tả của video này ở à, trong đấy sẽ có hướng dẫn mọi người là cách để đăng ký cái này thì thứ tư hàng tuần thì Ruby Steve sẽ làm một cái bản báo cáo này và gửi đến email cho mọi người à, OK cảm ơn mọi người và chúc mọi người một ngày làm việc hiệu quả và chúc mọi người một cái cuối tuần vui vẻ